Hai cái chân của anh nhìn cắt cái cụt nhìn ấy quá ha. Vâng. Cả lắm hai ông đó. Cắt cụt hết. Ông có đi vệ sinh bây giờ bộ quần mới tắt, bộ tê mới tắt. Tắt mà không đi được bây giờ nguy hiểm đó. Bây Covid không đi Hà Nội mà làm được. Rồi bây giờ là mình đi tiểu tiện này kia là phải qua cái đường ống đó anh. Dạ. Qua ở trong đó. Dạ, kính thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay Thành Nguyên đang có mặt tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cùng với Trần Đức và Điền Nguyễn kết nối yêu thương để tới thăm một cái hoàn cảnh này cũng rất là đáng thương quý vị. Cái hoàn cảnh này thì trước đây bạn Trần Đức cũng đã tới thăm một lần và ngày hôm nay thì Thành Nguyên có dịp về lại quê hương thì sẽ về lại với Trần Đức và anh em sẽ cùng đi vào thăm cái hoàn cảnh này để xem quý vị có ai đồng cảm với cái hoàn cảnh này hơn không, rồi có hỗ trợ thêm gì cho gia đình này. Thì bây giờ Thành Nguyên sẽ mời quý vị trò chuyện với bạn Trần Đức chút xíu nha quý vị. Đức đi vào đây, mình hỏi tí coi. Cái hoàn cảnh này như thế nào thì Đức nói rõ hơn cho mình chút xíu nè. Vâng, kính thưa quý vị, hoàn cảnh này là anh Nam. Thì trước đây Trần Đức đã vào thăm anh. Thì hoàn cảnh của anh là trước đây anh đã có vợ, nhưng mà anh đã bị một cái bệnh gọi là viêm khớp háng. Thì đi điều trị ở bệnh viện. Thì người vợ của anh là chăm anh. Và sau một thời gian thì không biết đã có tình ý với người nào đó và bỏ anh và đi theo người đấy. Thì sự việc đấy cũng đã khá lâu rồi. Có nghĩa là vợ đi chăm anh này rồi sau đó lại quen một người cũng chăm người nhà trong bệnh viện rồi quen nhau trong đó, rồi hai người rủ nhau đi và từ đấy là vợ của anh đã bỏ anh đi và bây giờ anh đã về nhà và nuôi con. Thì cách đây khoảng tầm gần một năm thì một cái vụ hỏa hoạn đã cướp đi phần nửa phần giới của anh đấy, và cháy hết toàn bộ cái phần giới, kể cả bộ phận sinh dục và chân. Thì rất là khổ. Còn bây giờ anh phải nhờ vào cái sự chăm sóc của bố mẹ và người thân đấy. Rồi thế anh có nhà cửa gì không? Không, anh đang ở với ông bà nội. Vậy là đang ở nhờ ông bà nội. Vâng, thì để hiểu hơn cái hoàn cảnh này như thế nào, thực tế bệnh tật của anh ra làm sao, thì Thành Nguyên mời quý vị cùng Thành Nguyên, Trần Đức và Điền Nguyễn để vào thăm anh Nam nha quý vị. Đây kính thưa quý vị, tiết tháng 6 ở Nghệ An nó nắng kinh khủng lắm quý vị ạ. Nó cộng thêm là những cái gió Lào nữa. Ôi giời mát nhỉ. Nắng bây giờ là 5 giờ chiều rồi quý vị, mà thời tiết đang còn rất là nắng. Có xa đây không? Ở nhà đây hả? Đây là nhà bố mẹ của anh Nam chứ đúng không? Đi vào đường này cũng được. Đi vào đường này hả? Rồi đi đi. Ôi. Vâng. Chào chú ạ. Dạ. Chào anh. Con bên Thị Nguyệt muốn vào thăm của dạ, anh Nam. Dạ, anh Nam. Dạ. Nam ơi. Các anh đi. Chào anh. Dạ. Chào anh. Anh có nhớ em không? Có. Nhớ chứ, tới chắc nhớ. Hôm nay bọn em từ Cần Thơ. Dạ. Mới về thì em cũng bực quá. Giới thiệu cho Thành Nguyên cái đôi yêu thương đến đây để thăm hoàn cảnh của anh. Dạ. Các bạn. Anh chào anh, có khỏe không anh? Dạ, nam nắng. Ngứa. Thế là hôm nay mới có cái xe này anh? Xe này. Xe xin ạ. Thế à? Bên giáo sư trò. Dạ. Hai cái chân của anh nhìn cắt cái cụt nhìn ấy quá ha. Vâng. Cả lắm hai ông đó. Cắt cụt hết.
Ông có đi vệ sinh bây giờ bộ qua mới tắc bộ tê mới tắc. Yeah. Tắc mà không đi được bây giờ nguy hiểm đó. Bây Covid không đi Hà Nội mà làm được. Rồi bây giờ là mình đi tiểu tiện này kia là phải qua cái đường ống đó anh. Dạ. Yeah. Yeah. Qua ở trong đó. Cắt hết rồi. Tay chân ở này kia ha. Thế này là cái trụ lấy da. À lấy da đây. Ừ, lấy nhà đầy, dưới nhà đầy, lấy nhà lưng. Ừ. Nhà đấy thì hôm nay có Thành Nguyên và Điền Nguyễn đến để ghi hình và giúp đỡ cho anh. Dạ. Thì anh hãy kể lại cái sự việc của anh và cái của anh để mọi người biết để mọi người có thể giúp đỡ anh. Thì tóm lại thì cuộc sống thì gặp nhiều vấn. Đến năm nay bao nhiêu tuổi rồi anh? Năm nay là 37 tuổi. 37 tuổi. 1984. À 84 ha. Ừ. Rồi cái lúc đầu là như thế nào mà dẫn đến cái tình trạng như này thì anh Nam chia sẻ cho chị. Thì đầu thì 6 năm về trước thì bị lao xương khớp háng này. Lao xương khớp háng. Rồi vợ đưa ra ngoài 104 tháng anh bỏ. Đi theo cái thằng ngoài luôn, bỏ cả con luôn, đó là cái tâm cái trí không gắng chữa bệnh thấy tan nát thế rồi. Chứ càng ngày bệnh càng nặng thì sau đó rồi bố mẹ anh em khóc nói là bảo cố gắng lên thì cố thì đến nhìn thấy con thì cố gắng thì ban bên xứ với bên xã thì họ cho kêu gọi họ cho thì thay được hai cái khớp này. Yeah. Với bệnh viện tháo ra, xong rồi bệnh viện họ lại cho một bên khớp nữa. Bệnh viện phổi trung ương, nằm ngoài mấy năm trời. Xong rồi đến năm 20 thì cuối đầu năm 20 thì bắt đầu đứng dậy đi lại được. Ừ. Vệ sinh được, ừ. Quét nhà được, nấu cơm được. Thì nghĩ thế cho con nó mừng. Lúc đó thì nhưng mà đi lại cũng hơi khó khăn. Thì lúc đó thì đêm cuối năm thì đêm rét. Thế là ngủ, đóng cửa lại. Con nghĩ là bố lạnh thì mới bỏ cái bếp than vô. Thì ai ngờ thì hắn cháy. Cháy cái mền hay cái chăn ha? Cháy là con chết. Dạ. Mà cái khi cháy đó là có mỗi mình anh à? Hay là có ai ở gần anh không? Lúc đó anh ngủ quên hay sao? Khi đó cháy thì... Lúc đó cháy thì nằm thì hắn mà cháy liền. Vâng. Thì mình lại biết. Dạ. Đấy lại ngún dần dần. Mình lại không biết. Thế thì khi bắt đầu búp lên cái thì cả đêm, cái đêm sốt. À, cái điểm sốt ha. Thế là lại bùng lên cái thì với... Mình cũng không kịp nữa. Cái chân cổ để có một cái áo ra. Thì á được mấy tiếng trong rồi là... Cộng tác với bên ổ điện để bật cho tiện là... Nổ luôn. Văng ra thì nó biết rằng khi tỉnh dậy cháy hết cả bò có đến đó. Yeah. Thì với hết bố mẹ sang. À, cái lúc đó là anh bị ngất ha. Dạ, nhưng mà khi mà nó nổ là nó nổ cái gì anh? Nổ điên. À, nó nổ nhưng mà cộng tác lại đi lại khó khăn nên là muốn cho cái ổ điện nó gần. Ừ. Lại bỏ cái cục sạc đó nữa. À. Thì bùng lên cái thì nổ luôn cả nghe cục sạc nổ cháy luôn cả điện. Vâng. Thì mới bị nặng đó. Dạ. Khi lao ra đây bị cổ. Dạ. Khi mà anh đau quá anh lao ra thì anh bị ngất luôn ha. À. Và cái nệm giường này là nó lại bằng xốp cho nên là nó cũng bén lửa. Vâng. Thì nó là cháy luôn cái phần dưới của anh luôn á. Ừ. Hai cái căn đông này xếp cái xốp này thì đến năm nó cũng. Dạ. Nó 22 cái xốp. Bác là bố của bố. Anh Nam ha. Dạ. Dạ. Bố. Mà chăm ở ngoài mà cơ khổ. Dạ. Mà rành khổ mà không có ăn mà cứ phải họ cứ cho cơm hàng ngày ăn á. Vâng. Để chăm con. Vâng. Cũng có chết. Con anh Nam năm nay là được bao nhiêu tuổi rồi? Đứa đầu thì sinh 2008. 2008. Năm nay 13 tuổi. Vâng. Rồi sau nữa thì sau nữa là đứa thứ hai thì sinh năm 2010, năm 2010 là 11 tuổi. Vậy là bây giờ hai đứa con anh vẫn đang ở với anh? Ở với nhà nhưng mà ông bà nuôi cả ba đứa con. Ông bà mấy 70 tuổi rồi, bác các chú nữa.
mà nuôi ba cha con hắn. Mỗi ba cha con hắn. Đây đây là con con trai. Con đấy ha. À. À. Đây lớn ha. Thế rồi từ hôm đó tới giờ vợ anh có điện thoại về hỏi thăm anh hay là 7 năm trời. Không bỏ cả con luôn. 7 năm trời thì tòa án với nó đưa một cái đơn ly hôn về thì bên công giáo thì chỉ có lấy vợ chứ không bỏ vợ. Nhưng mà vứt lại hai đứa con thì có một đứa thì nó đưa lên ngoại. Thì em mới bảo là bố mẹ đưa lên đưa cháu về. Chứ hắn bỏ đi theo thằng đứa thì lên đứa hắn về chứ còn có cha, còn có mẹ, thà hắn đi theo mẹ hắn thì thôi. Lại vứt lên ngoại. 7 năm trời thì nó không 1.000, tòa án nó trợ cấp 1 tháng 1 triệu cho hai đứa, 1 tháng không 1.000 trợ cấp, bỏ đất luôn cháu, nói chung họ bỏ đất luôn, họ không còn lại cả, tới con cái. Không nhìn gì hết, để lại cho ông bà một người chồng ốm đau bệnh tật, hai đứa con nhỏ, đến bây giờ em mất. Anh cũng bất xúc động anh ha. Anh gì tai họa đến liên tục. Gắng sống. Dạ. Cực. Thế rồi anh Nam bình thường thì có trợ cấp gì của nhà nước không? Có hộ nghèo rồi có 1 tháng thì được 554. Dạ. Vậy trước đó anh có nhà riêng không hay là... Thì nhà thì bố mẹ xây cho. Hoàn cảnh bố mẹ thì để đống con cũng nghèo cũng có, thì có đứa con đầu, con đứa con trai đầu thì 4 anh em trai thì bà gái thì đứa đầu thì bố lo làm cho cái nhà ở đây mấy mét. Vâng. Thế nên vừa đổi cháy đèn két họ dân làng rồi là anh em đến họ làm cho họ, nói làm cho mà ở. Trước đó là cái nhà này nó bị cháy xong rồi anh em bà con tới hỗ trợ thêm để làm lại, sửa lại đấy ha. Rồi thế mỗi lần mà vệ sinh đại tiện tiểu tiện thì anh làm như thế nào? Khó khăn. Anh tự làm hay là... Con cái rồi con cái hỗ trợ. Hỗ trợ rồi. Bố. Có nghĩa là cái vòi ở chỗ đây của anh là rất là trước con tắc mày còn chết đường đó đi trong con gái ra bác cô ghi chứ không phải đi Hà Nội không có làm tắc làm tắc không đi tiểu được thế bác nhà con là phải bị Covid không đi được Vinh cho nên là phải đi nhờ người ở trong xứ là họ quen bác sĩ ở trong Vinh là về chỗ Phú Hậu là đưa anh lên để thay cái nước hoàn tắc thay cái đường ống đó anh tắc mà họ nói là 15 ngày là phải thay một lần mà lần là hết nhiều tiền lại rồi là cũng như là hắn tới đây là cha với rồi các ban ngành rồi đoàn thể rồi bà con nhân dân họ họ đến là để xin họ ít nhiều để mà chuẩn bị đi Hà Nội tiếp để mà cấy cái chim cho cháu để cho cháu tiểu được chúng có đó là thám viêm nhiễm là chết cho nên là cũng rất khó khăn. Em xin giới thiệu với anh Nam thì em là Thành Nguyên, em có một cái kênh thiện nguyện đó là Thành Nguyên Kết Nối Yêu Thương. Thì trước đây bạn Trần Đức thì cũng đã tới thăm anh rồi. Thì em biết tới anh cũng qua bạn Trần Đức đây. Thì hôm nay em có công việc đi về đây thì bạn Đức cũng có dẫn em ghé qua thăm anh chút xíu. Thì cũng có một chút quà gửi cho anh. Đây thì Đức cầm máy dùm mình ha. Em xin trích trong cái quỹ của em ra gửi cho anh Nam số tiền 2 triệu đồng nhé. Thì trong 2 triệu đồng này thì Thành Nguyên xin được trích của chị Angela Đàm ở nước ngoài là 1 triệu đồng và của cô Trần Đặng ở nước ngoài nữa 1 triệu đồng nữa là tổng số tiền là 2 triệu. Gia đình xin cảm ơn tấm lòng của các chị, các anh, chị Kim đã giúp đỡ cháu. Thì có chị cũng
Vì tôi cũng nói có chi mà trả được công ơn nghĩa đó được. Yeah. Xin trời đất là trả cái công ơn nghĩa đó những người làm phúc cho mình rồi mà thôi. Chứ thật thà không biết lấy gì mà đền đáp được cái tấm lòng quý báu của các anh các chị, những người đã yêu thương đến gia đình. Xin chân thành cảm ơn. Thì anh Nam có cái điều gì đó muốn nhắn nhủ cũng như là muốn gửi gắm cái điều gì đó tới cho các cô chú các mạnh thường quân không? Anh có mong muốn gì đó? Thì cũng cảm ơn các mạnh thường quân đã thương đến gia đình, thương đến ba cha con, giúp đỡ. Thì em cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết cầu nguyện, cầu mong cho những người yêu thương em và những người cổ vũ tinh thần cho em sống được luôn luôn khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Vậy là em vui rồi, em mừng rồi, chứ không biết là đền đáp bằng cái gì, chỉ em chỉ có tấm lòng và lời nói thôi. Em xin cảm ơn. Bọn em thì hôm nay tiện đường qua để vào ghé thăm anh, thì bọn em cũng muốn để anh chỉ giúp em cái số điện thoại của anh và địa chỉ để cho mọi người trên cộng đồng mạng biết. Nếu ai có thương hoàn cảnh của anh thì có thể liên lạc với anh. Hoặc là nếu họ mà gửi gắm qua bọn em thì bọn em lại quay lại đây để giúp đỡ cho anh. Thì là bây giờ cái số tài khoản của em thì là Vương Văn Nam. Phương Văn Nam. Vương Văn Nam. Vương Văn Nam. Số tài khoản là 102 102 868 868 060 060 958 958 Vietinbank, ngân hàng Vietinbank ha. Chi nhánh Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An. Chi nhánh Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An. Số điện thoại là 0964 0964 710 710 237 237. Đó là số điện thoại của anh Nam cũng như là cái số tài khoản đó quý vị. Nếu như quý vị nào mà đồng cảm với cái hoàn cảnh này của anh Nam thì quý vị có thể gửi thẳng qua cho anh Nam nhé quý vị, hoặc là quý vị có thể thông qua Trần Đức hoặc là Thành Nguyên. Thành Nguyên thì sau ngày hôm nay Thành Nguyên lại đi vào Cần Thơ rồi, cho nên là quý vị mà có gửi cho Thành Nguyên thì cũng sẽ phải mất một thời gian khá là lâu. Cho nên quý vị có thể thông qua bạn Trần Đức kết nối yêu thương, hoặc là gửi thẳng qua cho anh Nam nhé quý vị. Địa chỉ của mình là xóm bao nhiêu đấy anh? Địa chỉ của nhà em là xóm xóm Hòa Thành. Xóm Hòa Thành. Xóm Hòa Thành. Xóm Hòa Thành. Hòa Thành. Xã Diễn Hồng. Xã Diễn Hồng. Huyện Diễn Châu. Huyện Diễn Châu. Tỉnh Nghệ An. Hòa Thành này của Diễn Hồng ạ. Cuối cùng cho em xin được cảm ơn các anh đã kết nối đến yêu thương và giúp đỡ em kết nối với mọi người. Em xin cảm ơn các anh. Cảm ơn. Thành Nguyên cũng hy vọng rằng là sau ngày hôm nay, Thành Nguyên đăng tải cái video này lên thì sẽ nhận được những cái tình thương mến thương của các cô chú các anh chị trong cũng như là ngoài nước để quan tâm hỗ trợ thêm cho anh ha. Vâng. Ha. Dạ. Dạ. Rồi thôi thì anh cũng chúc anh sức khỏe. Vâng. Và bọn em cũng xin phép để đi thêm một phần cảnh khác nữa. Dạ dạ vâng. Dạ. Em chúc khỏe nhé. Anh nha. Dạ vâng. Chào anh nhé. Dạ vâng. Thôi chú nha. Rồi con cũng chúc chú sức khỏe nhé. Cảm ơn các anh các chị nha. Dạ. Rồi cảm ơn những người đã thương yêu giúp đỡ cháu. Rồi cháu lại tiếp tục phải đi bệnh viện nữa. Thì có ai mà yêu thương giúp đỡ thì mong là các anh giúp đỡ cho cháu được phần nào thì được. Chúng con cũng là đỡ đau khổ, đỡ vất vả gia đình. Gia đình thì ông bà già không làm được việc gì nữa. Tụi con thì làm cái nhịp cầu nối thôi. Dạ. Để tới đây thăm hỏi động viên, để ghi hình lên. Dạ. Để các cô chú, các anh chị nào mà xem được đó, đồng cảm yêu thương thì gửi gắm gì thì tụi con ghé qua đưa đây, rồi cũng có thể là gửi thẳng cho gia đình. Dạ chú nha. Cảm ơn. Xin phép nha. Cảm ơn các anh nha. Chào nha. Chào anh nha. Rồi ok quý vị, thì hoàn cảnh của anh Nam, Thành Nguyên, Trần Đức và Điền Nguyễn cũng đã tới thăm và quý vị cũng đã thấy phải không ạ? Thành Nguyên hy vọng rằng là sau cái video ngày hôm nay thì Thành Nguyên sẽ nhận được những cái tình thương của quý vị. Gửi thêm cho anh Nam để anh có thêm kinh phí để lo thuốc men này kia đó quý vị. Dịch bệnh như thế này đó, để cũng không có đi bệnh viện để mà thay những cái đường ống nó được. Mà cái đường ống nó không có thay thì nó sẽ bị nhiễm trùng đó quý vị.
Vâng, và Thành Nguyên cũng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã luôn đồng hành dõi theo cùng Thành Nguyên trong những cái hoàn cảnh mà Thành Nguyên đã ghé thăm. Còn bây giờ thì Thành Nguyên cũng xin được tạm dừng video tại đây nhé quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.